anh em. Thì hôm nay có một người em nè, mình sẵn mình nói chuyện cho anh em luôn. Và có một người em thì anh em mình thực chất lúc trước là chả quen biết nhau, biết nhau qua kênh YouTube thôi. Thì ảnh mến mình thì ảnh mới kêu là anh Minh giúp em kiếm mỗi con xe để em thỏa mãn đam mê. Thì ok, mình nhận lời giúp. Và bây giờ mình giúp thì phải giúp cho chót. Thì bây giờ anh em mình đang chờ xe bán tải về để chở anh tới nơi để lấy xe. Xe đó là do Minh tìm và một người bạn của Minh bán lại. Thì chở anh tới nơi lấy xe rồi chở anh về đây. Đó, giúp là giúp cho chót luôn. Đó, đây, đây khuôn mặt của ảnh. Chuẩn bị là chưa biết chạy con tay luôn đó anh em, bây giờ phải tập nè. Đó thì là con GTX full đồ chơi luôn, theo như cái ý nguyện của ảnh luôn. Đó là coi như là mua con xe về đó chỉ chạy thôi. Rồi thì bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu chuyến đi ha, chuyến đi về Phan Thiết. Nói gì với mọi người đi. Nói gì đó ngại phận đời con trai anh, một thân một mình lên đất Sài Gòn không người thân cho nên ngại anh, con trai mới lớn ngại. Rồi mà nghe nói mới chia tay người yêu á, mua xe giờ người yêu quay trở lại. Lên xe đi em, lên xe đi. Đây à, sướng không ai sướng mà ổng hết. Rồi ơi rồi lên đường. Từ đây về Phan Thiết chắc 3 tiếng. Ừ, tới đó mình ngủ khách sạn xíu, mình sáng ra mình đi giấy 3 tiếng à, chạy 3 tiếng à, quay xế không à. Giờ khuya rồi, mấy anh em dừng chân ăn bánh mì xíu mại. Rất là ngon luôn, nhìn rất là hấp dẫn. Không? Giờ 3 giờ sáng mới tới Phan Thiết rồi ăn bánh mì ở xíu mại nè. Rất là ngon, vừa kiểu như đi vừa lấy xe vừa quay ẩm thực ha. Rất là ngon, mời mọi người. Dĩ nào dĩ nấy đó rồi. Gọi là nóng hổi, vừa ăn vừa thổi. Nóng hổi vừa ăn vừa thổi. Rồi thôi tập trung ăn mọi người ơi. Anh Phước nãy giờ quốc ba dĩ rồi đó. Rồi ăn thôi. Kia là trà xanh, đúng không? Về về Phan Thiết là phải ăn bánh xèo. Lấy con chai đi bay đó đi. Phan Thiết là phải ăn bánh xèo. Tiếp tục là ăn bánh xèo. Không đổ cũng được. Uống không đổ uống đi bay. Đi bay cũng được. Tới con thành chai đi bay nữa luôn. Ngon mọi người. Bây giờ này. Lấy hai chai đó trả lại chai trà xanh. Rót nước mắm vô tô. Rồi nước mắm vô tô. Nước mắm nào? Nước mắm á. Bự hả? Vô cái tô à. Cay không? Rồi, không. Cay lắm á. Rồi để anh quay cho. Cho rồi má. Rồi. Cái này là em trai của The Rock. Em trai của The Rock là The Red. Biết sao em trai sinh đôi tại ông The Rock á là ông to bự hiểu không? Lúc mà đẻ á là ông chàng đáp, chàng ép ông này rồi. Mấy giá? Hai giá. Hai giá. Rồi sao nữa? Chấm vô ăn. Hai giá. Rồi bỏ cái bánh xèo vô. Cái này có ăn đậu phộng không? Dứt luôn. Rồi ăn đậu phộng không? Bỏ miếng đậu phộng vô. Bỏ cái bánh xèo vô. Này. Rồi đây bỏ rồi nè. Đó dám con ở hiếu hiền vậy. Dạ dạ hả? Thôi hôm nay qua em hiếu hiền rồi. Hiếu hiền là ông anh luôn. Anh mày hả? Ông anh. Rồi rồi. Đó. Rồi bỏ vô về cho nữa. Rồi thích ăn rau không? Chơi luôn. Thích ăn rau bỏ vô rồi quét lên ăn. Rồi vậy thôi hả? Rồi thử coi. Dứt luôn. Trời ơi. Chấm nhiều nước mắm lên. Nước bứt luôn. Dễ hiểu tôi nha. Rồi thưởng thức đi. Ở đây là chợ Phan Thiết á. Anh đó chỗ đó chợ đó không thấy hả? Thấy không? Đó. Cái bánh xèo này cũng là hải sản này, anh mở ra trong là tôm mực rồi đó. Tôm mực à. Tôm mực. Ăn đi, thử đi em. À, đó giờ bánh xèo này chưa? Chưa, bị ngồi tiếng Anh. Thử đi. Có thích ăn đậu phộng thì rắc đậu phộng luôn. Thử đi, thử rồi cho cái review. Ngon quá. Có cao mà, nhìn thấy nó hớp nhiều quá. Không cay.
cảm đó là sao, nó sao, nó khác gì bánh xèo Sài Gòn mình? Em mới ăn bánh xèo lắm, bởi vậy cũng không biết. Đó giờ không biết bánh xèo. Mới khác bánh xèo là Sài Gòn ở chỗ là đem bánh xèo Phan Thiết. Ừ đúng rồi. Rồi trong thời gian mà lấy xe, chờ đợi chút lấy xe thì cho anh em ngắm biển. Trời ơi sao rung như vậy? Xe ngắm biển rất là đẹp, rồi xe đây mà người đâu, chắc người ở dưới đó rồi đó, xe đây là người đâu, chắc là lũi xuống dưới đó rồi đi. À, không ở đây nữa. Đôi tình nhân kia hãy hôn nhau đi. Buổi tối kìa mới vui, khu này là buổi tối. Ở đây hồi đó có một cái lịch sử luôn, có một đám cướp, hiểu không? Là xe đôi tình nhân để đây nè. Đó đây là anh nhớ luôn, là anh nhớ cái đó, cái chậm cướp đó là rất là lớn luôn. Đôi tình nhân để đây nè, nó lột đồ, nó chơi ở dưới á, hiểu không? Cái là xe để trên thềm, xe để trên thềm, rồi ở dưới đây là nó, ở dưới là có chỗ ngồi á, là có nghĩa là đôi đó là nó ở dưới á. Xong rồi mấy anh cướp tới, anh nó cướp xe, nó cướp đồ luôn, nó cho hai đứa ở chuồng luôn. Rồi công an tới, công an ấy á, cái vụ đó nổi tiếng luôn á. Ở đây nè, đó thì để xe trên lề á. Xếp tiền vô nhà nghỉ đi. Không, vậy cảm giác phiêu lên. Đôi tình nhân kia đó, rất là đẹp. Biển xanh nè, đẹp đó. Rồi mấy anh em coi. Có, đi đào rồi lại ăn tiếp. Nước xanh đằng sau đâm lên được. Quá tuyệt vời. Chạy nước miếng mưa xanh. Đưa từ từ còn vài món nữa, từ từ. Cứ dùng đi để luôn không? Cái này là chấm muối tiêu. Em nhớ vợ em được chết bạn mỏng lo. Ừ, làm vô. Nhớ vợ đi, lấy cho vợ đi, đụng gọi vợ em, nha. Vợ mình hay gọi. Đúng rồi, vợ em không gọi đâu, mình nhớ. Tấn lột cho anh Phước ha. Rồi. Lột cho anh Phước à. Hiểu không? Lột đi. Lột đi. Lột đi, lột đi. Người tình mùa đông. Còn mình anh em mình bắt cọp về nè, nó thấy anh em thấy không? Rất là đẹp. Đó, chủ xe nè. Đây. Chủ xe đã cọc tiền, là như chủ xe này là cọc tiền cho mình trước nha. Lại cọc tiền cho mình trước để mua xe, chứ không phải là chờ xe về mới mua, có nghĩa là tin tưởng cọc cho mình rồi mình mới tìm được cho ảnh con xe. Nhìn cái con GXX Vinh, con này hiện tại mình đang bán 46 triệu mà hình như cũng có một bạn đang muốn cọc rồi. Hai con một cặp luôn. Đó, rất là đẹp. Anh em ngắm nhìn đi. GXX mình có thể đảm bảo là cái con này nó đẹp hơn R15 luôn. Tại vì nó đã lên full upside down rồi nè. Đèn chở sáng rồi này nọ các thứ là đầy đủ hết. Lên full hết rồi. Con này là lên rồi chơi full hết rồi. Đèn sáng nè. À, kẹp bon nè. Con này mình lấy về chưa có ai cọc. Con này đã cọc rồi. Đó, đồ chơi gì, đồ chơi xe nè, đó, bô nè, thấy chưa? Đẹp ha, cái bô đẹp ha. Tiếng nó ngon ghê luôn hồi nãy. Đúng rồi. Này. Bô zin nè. Ốc titan nè, lên full hết rồi. Đó, nè ngắm đi. Anh khoái lắm anh em. Anh nãy giờ anh khen hoài. Con này không có đẹp bằng. Tại vì con này nó không có upside down. Nó không có độ upside down. Cặp lên luôn.
Anh em cứ ngắm đi nha, má bây giờ mình đuối lắm rồi. Đuối lắm rồi. Sơn, sơn ngon. Em, sơn đồ ngon. Ừ. Gì vậy? Không. Ừ. Qua coi cộng sơn nè. Cộng sơn len can xà beng. Nha. Nó giữ kỹ, không phải mới. Cái sơn này nó vẫn đi nhiều nhưng mà chủ yếu là nó giữ kỹ á, nó chà rửa thường xuyên á. Ừ. Chất ra nhau rằng. Ừ. Nó chà rửa thường xuyên nên nhìn nó kỹ đó, xin anh độ là vũ đó. Cái này đi. Sao bên đây có bên kia không có ta? Chắc kìa bên đây anh nghĩ là nó bị rớt hay là gì đó. Thì mình gọi lại. Thì không sao với cái này. Cái này em làm này cái mũi tên là được rồi. Ừ, làm mũi tên là ok. Quá đẹp. Mấy chỗ này nè, không có quan trọng đâu, về fix lại cái màu à, bỏ cái anh fix cho. Fix dễ lắm, đơn giản, không có gì. Ốp titan rồi. Ngon, nhìn vô là thấy xe ngon rồi, có rồi đâu. Biết sao mấy chỗ này nó hở không? Tại vì cái này là cái chế vô, ốp vô. Rồi, vậy là xong nha. Bây giờ anh em tôi sẽ tiếp tục hành trình về trở về thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Cặp buộc đẹp ha. À, nhìn đẹp, lan can xà beng. Đồng hồ cũng lan can. Cái gì ở đây vậy? Cái gì ở đây? Đâu? À, biết không? Cái này là em chạy ban đêm là nó sáng á. Cái mũi tên á. Ờ dạ đúng rồi. Chạy lại sáng nhớ không? Nhớ không đó. Giữ kỹ ha, giữ mấy cái này bóng láng đẹp. Đúng chỗ. Cái tem này hơn tem kia nữa. Nó sáng chiếu vô nó bóng ghê. Tại tem này là tem từ dán vô không? Ừ, tem dán mà. Về nó xé cái này vậy? À đúng rồi. Còn mới xem mình mà giờ xé luôn đi. Xé cái gì ra xong rồi mình Quỳnh vậy. Quỳnh Lai, Quỳnh Lai trong giai Quỳnh Lâm. Quỳnh Lâm xé đi. À, xé. Đồ chưa ra hả? Luôn. Mới ra được cái lớp Này phải gì đây? Cái gì? Này mà thả thính gái á. Anh ghé anh tháo chiếc xe ra mà nó có cái lớp gì đó em. Người ta gọi là lớp view. Lớp view. Chủ cũ. Má lộn. Không nè. Hình như hai cái ốp nó khác nhau hả? Nó đẹp hơn. Nói chung mỗi con không mỗi nấy. Nhưng mà hai ốp khác nhau, hai kiểu khác nhau. Kiểu kia thì mà cái ốp thì dễ rồi thay được. Kiểu này nó ngầu hơn. Kiểu nào ngầu? Kiểu kia ngầu hơn. Kiểu kia ngầu hơn chứ mà cái kiểu này cũng đẹp mà. Nói chung mỗi cái không. Còn chữ này là gọi là lâm tặc. Ôi, bên kia nó bị mất cái này rồi. Gì? Bên kia nó mất cái này. À, không sao, bình thường. Nhắm đi, cột trong đây. Rồi, vậy đó. Ở anh em nãy giờ quay lan man quá. Xịn hết rồi. Xịn hết rồi. Rồi thôi tụi tôi về đây. Bye bye anh em.